vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đó vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vê gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đa thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hòa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Từ vườn Lâm Tỳ Ni Đức Thế Tôn đàn xanh, đó vô ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành Ca Tỳ La Vê gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tin vui, tất đạt đa thái tử ra đời. Ánh sáng Như Lai diệt tham sân si, sáng soi đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin lạy người. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền, sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tinh tấn quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nguy nan oan khiên, vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Nam mô Bổn Sư, chúng con xin quỳ kính. Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình đang có mặt tại chùa Châu Thới thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2024 âm lịch, nhằm ngày 21 tháng 5 năm 2024, để tham dự và ghi hình chia sẻ với các bạn xem những hình ảnh của phần lễ diễu hành xe hoa kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 được diễn ra hết sức trang nghiêm và long trọng tại chùa Châu Thới, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Và theo như thông tin mình biết được thì năm nay tại tỉnh Bình Dương, đơn vị thành phố Dĩ An sẽ đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản năm 2024 nha các bạn. Năm rồi mình có ghi hình chia sẻ các bạn xem đoàn diễu hành xe hoa tại thành phố Thủ Dầu Một, nghĩa là đoàn sẽ diễu hành từ chùa Hội Khánh đến thành tại Thủ Dầu Một đến
chùa Hội An thuộc thành phố mới Bình Dương. Và đây là những chiếc xe qua này của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Đây là xe ban trị sự thành phố Dĩ An các bạn. Vậy là xe qua của chủ nhà đây. Sáng giờ mình cũng xem chiếc xe qua của đơn vị chủ nhà như thế nào. Rất là đẹp các bạn. Mô hình một ngôi chùa được chạm bằng gỗ các bạn. Trên đây mình thấy là có chiếc trống. Bên đây dù lộng nè, các anh cũng chuẩn bị nè. Bây giờ mình tranh thủ mình đến sớm bạn, đến sớm để ghi hình những chiếc xe qua cho các bạn xem. Mình nghe nói là tới 70 chiếc xe qua, nhưng mà theo mình nghĩ là xe qua rồi kèm với những chiếc xe ô tô rồi xe máy kết qua để diễu hành kính mừng đại lễ Phật Đản trong chiều ngày hôm nay. Và đây là xe qua của ban nghi lễ. Xe qua các bạn nghi lễ rất là lớn các bạn. Phía trên có tôn tượng của Đức Phật Đản Sinh. Và đây là xe qua của ban trị sự thành phố Dĩ An. Hiện bây giờ đoàn xe qua đang tập trung ở ngay phía chân núi Châu Thới. Phía bên đây là hồ đá chùa Châu Thới bạn. Các bạn có thể là nhìn thấy đằng xa. Sẵn đây một góc view ảnh rất là đẹp. Chúng ta có thể là phóng tầm mắt nhìn về phía chánh điện chùa Châu Thới đây các bạn. Có lẽ là tại tỉnh Bình Dương đây là chùa duy nhất ở trên núi các bạn. Đồng Nai thì chúng ta khỏi tính rồi, Đồng Nai thì có nhiều núi rồi. Ở Bình Dương hình như là chỉ có duy nhất ngôi chùa tọa lạc ngay núi Châu Thới đây. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại những chiếc xe qua nha các bạn. Đây là hoa tươi các bạn, mình thấy là có hoa hồng, hoa lan, hoa cúc. Rất là đẹp với tông màu cam, vàng, tím. Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật. Bên đây là mình thấy có những bức tranh kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Trên những hai bên hông và phía trước những chiếc xe qua mình thấy có những câu, những khẩu hiệu rất là hay. Đây là mình thấy xe qua cũng ghi là của ban trị sự thành phố Dĩ An. Những chiếc xe qua năm nay mình thấy rất là lớn các bạn. Đây có hình Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi dưới cội Bồ Đề. Đây là xe qua của ban trị sự thành phố Thủ Dầu Một. Thành phố mà năm rồi đăng cai tổ chức nha các bạn. Năm nay mình thấy xe qua của thành phố Thủ Dầu Một có sự khác biệt rất là lớn so với năm rồi. Năm rồi có các nàng tiên nữ diễu hành các bạn.
phố nhất nha các bạn. Có tất cả là 5 thành phố. Đầu tiên đó là thủ phủ, đó là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Được thành lập vào năm 2012. Kế tiếp đó là hai thành phố lân cận, đó là thành phố Dĩ An và thành phố Thuận An. Được thành lập vào năm 2020. Và mới đây đó chính là thành phố Tân Uyên. Tân Uyên được thành lập vào năm 2023, năm vừa rồi các bạn. Và phải nói là năm nay một thành phố rất là trẻ, rất là mới, vừa được thành lập. Đó chính là thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây, chiếc xe hoa của thành phố Bến Cát đây các bạn. Một thành phố rất là trẻ. Như vậy là tại tỉnh Bình Dương hiện bây giờ là có tới 5 thành phố và còn lại là 4 huyện. Đó là huyện Bắc Tân Uyên, Bào Bàng, Dầu Tiến và Phú Giáo. Dầu Tiến giáp với tỉnh Tây Ninh các bạn. Thường mình đi dự các buổi lễ tại Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh thì thường mình đi đến khu vực huyện Dương Minh Châu. Thường là nghỉ tại đó. Huyện Dương Minh Châu giáp với huyện Dầu Tiến, tại vì một phần hồ Dầu Tiến của huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Đây là xe qua của Ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương. Đứng đây hình như là quay không có hết các bạn, qua bên kia lậu đi. Ở đây mình thấy có một chiếc xe hoa nữa đang tiến vào chân núi Châu Thới vào chiều ngày hôm nay. Rồi bây giờ mình vừa nhắc tới huyện Dầu Tiến thì chúng ta sẽ thấy đây chính là chiếc xe hoa của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Dầu Tiến. Một huyện giáp ranh với tỉnh Tây Ninh. Nói chung là mỗi chiếc xe qua có một điểm đặc trưng khác nhau các bạn, không chiếc nào giống chiếc nào hết. Nhưng mà mình thấy là những chiếc xe qua năm nay rất là lớn. Chắc có lẽ là tại Bình Dương những con đường đều rất là lớn các bạn, nên những chiếc xe qua được thiết kế có kích thước cũng to hơn, lớn hơn. Thông thường thì hàng năm các bạn có thể là xem những chiếc xe qua tại Thánh địa Hòa Hảo, đó là nhân ngày đại lễ 17 tháng 5, ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, và ngày 25 tháng 11, ngày đản sinh của Đức Huỳnh Giáo Chủ Phật giáo Hòa Hảo. Đây là huyện Phú Giáo nha các bạn, xe qua của huyện Phú Giáo. Và kế tiếp đây là xe qua của huyện Bào Bàng, một trong những huyện giáp với tỉnh Bình Phước các bạn. Và đằng sau chúng ta còn hai chiếc xe qua nữa. Đây là xe qua của Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam Bắc, huyện Bắc Tân Uyên. Và sau đây mình thấy là xe qua của chùa Bồ Đề Đảo Tràng. Rồi đây có nhạc các bạn. Rồi chào các tiên nữ nha. Rồi tụi em trong giai gì vậy? Tiên nữ hả? Chào các nàng tiên nha các bạn. Có tất cả mấy nàng tiên vậy em? Trong đoàn của mình là có tất cả bốn bạn ha. Đây các bạn, những nàng tiên theo diễu hành. Chào em. Em có thể là cho khán giả biết là em thuộc xe qua nào? Giáo dục, Ban Giáo dục chùa Bồ Đề Đảo Tràng hả? Vậy là chiếc xe hoa rực rỡ ngay đây đây. Đây là xe hoa của chùa Bồ Đề Đảo Tràng nha các bạn. Vậy là các bạn là trong các nàng tiên trong xe hoa chùa Bồ Đề Đảo Tràng. Rất là xinh đẹp luôn nha các bạn. Các bạn cười rất là tươi các bạn. Nói chung là ngày Đức Phật đản sinh là tất cả ai cũng đều rất là hân hoan, rất là hớn hở. Rồi anh cảm ơn các em nha, chào các em nha. Đây mình thấy đây là bây giờ các Phật tử cũng đã tập trung ở ngay khu vực phía chân núi Châu Thới để chuẩn bị cho phần lễ diễu hành vào chiều ngày hôm nay các bạn. Bây giờ mình thấy là 5 giờ, theo lịch trình thì 5 giờ mới diễu hành, nhưng mà bây giờ mới có
vừa 4 giờ thôi bạn, mình thấy là các Phật tử đã đến tập trung cùng với các tăng ni Phật tử đều đã có mặt ở đây cùng với ban nghi lễ. Và nãy mình thấy là có đoàn xe qua. Chào chị. Ủa, chị là bên chùa Bồ Đề Đạo Tràng luôn. Vậy là nguyên đoàn, vậy là có cái biểu tượng đây là của Bồ Đề Đạo Tràng. Rồi vậy họ đi nhìn em biết ha. Rồi cảm ơn các chị nha. Các chị rất là vui, rất là tươi các bạn. Rồi phía sau mình thấy là còn nhiều xe qua nữa nha các bạn. Xe qua đằng sau đây là của các chùa tổ chức cá nhân. Hình như là mình thấy có xe qua của cá nhân nữa nha các bạn. Chùa Châu Thế rồi nha các bạn. Và nhiều chiếc xe qua khác cũng đang tiến vào chùa Châu Thế vào chiều ngày hôm nay. Phía trước chính là đoàn mô tô dẫn đường các bạn. Đây là đoàn mô tô nha các bạn, ngầu chưa? Đây là dàn xe mô tô dàn xe dẫn đường hôm nay là bao nhiêu chiếc anh? Mấy chiếc anh? Gần 20 chiếc á. Cái anh trong trang phục màu vàng các bạn. Mô tô thành phố Dĩ An. Đúng rồi. Các anh trong hội rồi mình hẹn nhau đi diễu hành trung tâm văn hóa thành phố Dĩ An tổ chức đoàn mô tô câu lạc bộ Dĩ An thành phố Dĩ An là đi trước. Vậy là trong câu lạc bộ mình cũng đông vậy hả anh? Đông. Em thấy là vòng vòng cũng gần 20 thành viên rồi. Đúng rồi. Đây, trên xe mô tô của các anh ơi mình thấy là có cờ Phật nha các bạn. Những chiếc mô tô đủ loại luôn, không có chiếc nào giống chiếc nào hả anh? Quá đẹp luôn các bạn, chiếc nào cũng thấy rất là ngầu luôn. Không có chiếc nào giống chiếc nào hết trơn. Các anh rất là vui các bạn. Nãy thấy chiếc xe nào nói khi anh đội nón lên thấy ngầu quá trời luôn, nhưng mà khi dỡ nón ra thì thấy anh nào nói rất là vui, cười rất là tươi các bạn. Bây giờ các bạn rành xe thì các bạn có thể là bình luận được nha, nhưng còn vụ vấn đề mô tô thôi coi như mình là chịu thua luôn. Ở đây mình thấy là tiếp những chiếc xe qua cũng đang dần tiến vào
tập trung ở tại khu vực chân núi Châu Thới. À, phía trước là mình thấy có một chiếc xe Jeep để đi đầu dẫn đường. Đây là chiếc xe qua đi đầu, và đằng trước nữa mình thấy có cảnh sát giao thông, các anh cũng đang có mặt ở đây để chuẩn bị hỗ trợ đoàn diễu hành xe qua vào chiều ngày hôm nay. Những hình ảnh mà các bạn đang xem đó chính là lễ diễu hành xe qua mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024 tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cụ thể là tại chùa Châu Thới, đoàn sẽ diễu hành đến chùa An Phước các bạn, chùa An Phước, và sau đó tiếp tục là lộ trình đến trung tâm văn hóa thành phố Dĩ An tại sân vận động của thành phố Dĩ An. Bây giờ mình thấy là những chiếc xe hoa cũng bắt đầu lên đèn rồi nha các bạn. Đoàn lân nghe hơi khá là hùng nè các bạn. Đội nghi lễ đẹp quá trời ta. Rồi bên đây đội nghi lễ nha. Tụi em là đi trên xe qua nào? Chùa Hội An ạ. Chùa Hội An. Dạ. Hội An năm rồi đăng cai tổ chức diễu hành xe qua ha. Hội An, Hội Khánh. Hội đoàn mình đông vậy đó hả? Dạ. Là họ đi trên xe hay là mấy em đi 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 trên xe qua hay xe riêng ta? Các bạn cũng tranh thủ chụp một bức ảnh kỷ niệm nha các bạn. Mình thấy là các bạn trẻ đang chụp những bức ảnh kỷ niệm tại đây. Rất là đẹp luôn các bạn ơi, bữa nay trời khá là mát mẻ luôn. Chụp hình là tuyệt vời luôn. Rồi sư hướng dẫn các em chụp hình xong rồi vô đội hình nữa bạn. Trang phục áo dài truyền thống các bạn rất là đẹp luôn. Đủ sắc màu luôn các bạn, rất đẹp. Đây là chiếc xe hoa của đơn vị chủ nhà. Bây giờ mình thấy là đội nghi lễ cũng đang tập trung phía trên xe hoa rồi đây. Đây là xe hoa của ban nghi lễ nha các bạn. Trong ban nghi lễ nha các bạn.
các bạn. Các bạn trong ban nghi lễ phải nói là quá đẹp, quá tuyệt vời luôn. Đây, bây giờ những chiếc xe hoa cũng bắt đầu lên đèn rồi nha các bạn. À, còn đây là những chiếc xe hoa mô tô các bạn. Hai à, chào các chị. Các chị cũng trong trang phục áo dài các bạn, áo dài truyền thống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, quý Phật tử và những người yêu mến đạo Phật. Trong không khí hân hoan kính mừng Phật Đản, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến hàng triệu tín đồ Phật giáo khắp nơi trên thế giới đang hân hoan cử hành đại lễ Vesak, đánh dấu sự đản sanh, thành đạo và nhập diệt của Đức Phật. Ông cho rằng, vào thời điểm xung đột hiện nay, những lời dạy của Đức Phật về lòng khoan dung, về tâm từ bi và việc phục vụ chúng sanh là nguồn an ủi và sức mạnh đối với mỗi chúng ta. Muốn hướng đến con đường tương lai tươi sáng hơn, chúng ta hãy thấu hiểu tinh thần của đại lễ Vesak. Chúng ta hãy giang tay ra để thu hẹp những khác biệt, hãy vươn lên trên những lợi ích cá nhân hẹp hòi và hãy đoàn kết nắm tay nhau làm việc cho một thế giới an bình hơn cho tất cả mọi người. Lễ Phật Đản là ngày lễ trọng đại của Đạo Phật, được tổ chức vào ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời tại vườn Lâm Tỳ Ni vào năm 623 trước Công Nguyên. Tuy nhiên, để kết hợp với truyền thống và Phật giáo toàn cầu, Việt Nam đưa ra mùa Phật Đản không còn là một ngày nữa, mà bắt đầu từ mùng 8 tháng 4 đến rằm tháng 4. Đại lễ Phật Đản là dịp để tôn vinh Đức Phật, ôn lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trên phương diện một con người lịch sử, cùng những lời dạy ý nghĩa của Ngài. Khởi nguyên từ Ấn Độ, Đức Thích Ca Mâu Ni đem ánh sáng của giác ngộ, đem đạo từ bi lan tỏa đến tất cả mọi nơi. Trong thông điệp kính mừng đại lễ Phật Đản, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng đã phát biểu rằng: ngọn lửa từ bi cùng với trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức có năng lực soi sáng và thức tỉnh lương tri của con người, hóa giải tất cả hận thù. Ngọn lửa đó đã chỉ cho mỗi người sống là phải biết vượt lên mọi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ hẹp hòi và mọi ý niệm cực đoan. Ngài là biểu tượng sáng ngời của tinh thần bi, trí, dũng của Bậc Bồ Tát hiện thế và tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Đức Pháp Chủ cũng kêu gọi tăng ni, Phật tử, các giới càng nên ra sức làm các thiện sự, tích cực góp phần xây dựng đất nước, kiến tạo hòa bình tự thân để kết nên một đài sen cúng dường Đức Thế Tôn trong mùa Phật Đản năm nay. Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, dịch bệnh tiêu trừ, khắp chốn an vui, mưa thuận gió hòa, muôn dân an lạc, đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Bây giờ mình đang có mặt tại chùa Châu Thới, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào chiều ngày hôm nay các bạn, ngày 14 tháng 4 năm 2024 âm lịch, để tham gia, tham dự và ghi hình chia sẻ bạn xem những hình ảnh của lễ diễu hành xe hoa mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 dương lịch 2024, bắt đầu từ chùa Châu Thới về trung tâm văn hóa thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nha các bạn.
Và bây giờ mời các bạn cùng đồng hành với mình để chúng ta cùng tham dự ngày đại lễ hôm nay nhé. Và giây phút quan trọng có bắt đầu không ạ? Con xe bắt đầu lăn bánh để diễu hành từ chùa Châu Thới về chùa An Phước, rồi sau đó sẽ diễu hành bộ hành đến trung tâm văn hóa tỉnh thành phố Giang, tỉnh Bình Dương. Ở phía trước đó chính là đoàn xe mô tô dẫn đoàn. Cách đây 2646 năm, Bồ Tát Hộ Minh từ cung trời Đâu Xuất thị hiện giáng trần qua hiện tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, con Đức Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Năm 29 tuổi, Thái tử xuất gia, 35 tuổi thành đạo có tôn hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sau 45 năm giáo hóa độ sinh, năm 80 tuổi, Ngài vào Vô Dư Niết Bàn. Sự xuất hiện của Đức Thế Tôn trên cõi đời này đã mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của nhân bản hướng đến sự tự do, bình đẳng và từ bi đích thực cho con người và muôn loài. Đây được xem là sự kiện hy hữu của thế gian mà kinh điển đã ghi nhận rằng một vị thánh xuất hiện ở đời vì hạnh phúc và an lạc cho số đông, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Đại lễ Phật Đản lại trở về với những người con Phật trên khắp năm châu cũng như quê hương Việt Nam, tiếp tục mở ra cơ hội để chúng ta chiêm nghiệm sự xuất hiện hy hữu của Đức Thế Tôn, bậc thầy của trời người, đã thắp lên ngọn đèn soi chiếu bóng tối vô minh, dựng lại những gì đã đổ vỡ, mang lại cho nhân loại ánh sáng của niềm tin, hy vọng và giải thoát, đồng thời hướng con người đến nếp sống hạnh phúc và hòa bình, giữ gìn và phát triển các giá trị văn hóa, đạo đức, góp phần xây dựng xã hội bình an, thế giới vĩnh thịnh. Từ lúc bánh xe chánh pháp được chuyển vận đầu tiên tại vườn Nai, cho đến dấu tích vô thường giữa rừng Câu Thi Na tĩnh mịch, Đức Thế Tôn đã chỉ cho chúng sinh thấy được căn nguyên của đau khổ và con đường vượt thoát. Ngài luôn an trú trong đại định bằng tâm từ bi, quán chiếu mọi căn nguyên của ba độc. Từ đó, tham, sân, si đều được chuyển hóa tận gốc rễ. Cao thượng thay, cái gọi là tham, sân, si ấy, gốc rễ của chiến tranh và bất an của thế gian, Như Lai đã đoạn trừ, đã chặt tận gốc rễ, khiến không thể sinh khởi trong tương lai. Thế giới ngày nay, sự phát triển mất cân bằng giữa nếp sống tinh thần và vật chất. Trí tuệ nhân tạo, trình độ tri thức, khoa học công nghệ cùng với đời sống vật chất phát triển mạnh mẽ, thì các giá trị văn hóa, đạo đức xã hội lại xuống cấp. Niềm tin vào cuộc sống và hạnh phúc đích thực của kiếp người đang bị chao nghiêng. Ngay trong thời điểm này, con người đang phải đối mặt với vô vàn bất an, với sự hoành hành của dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh, xung đột, đói nghèo. Cho nên, hơn bao giờ hết, giáo pháp Đức Thế Tôn với phẩm chất đại hùng, đại lực và đại từ bi được các sứ giả Như Lai vận dụng, chuyển tải vào đời trong dòng chảy hội nhập quốc tế để gióng lên tiếng chuông chánh pháp, thức tỉnh lương tri nhân loại, định hướng phát triển bền vững, thực hiện các mục tiêu phát triển của Liên Hiệp Quốc, triển khai các nghị quyết vì hòa bình và phát triển của các tổ chức Phật giáo quốc tế, nhằm đưa nhân loại ra khỏi mọi tác động bởi tham lam, sân hận và si mê để xây dựng nếp sống hòa bình an lạc. Có ai cả, có ai chưa? Bây giờ đoàn diễu hành xe hoa đang di chuyển trên quốc lộ 1K nha các bạn, đoạn từ
chùa Châu Thới về ngã ba Cây Lơn, đường Trần Hưng Đạo. Con Phật lại tự nhắc mình và cùng khuyến tấn nhau tìm về niềm vui chân thật. Nhớ lời Hòa Thượng Thích Thanh Từ đã dạy: người tu theo đạo Phật phải làm sao vun bồi cho mình có được niềm vui giải thoát. Những thứ ràng buộc khiến chúng ta rối rắm phải mạnh dạn cắt bỏ từng mối từng sợi. Chỗ này chúng ta phải sáng suốt, đừng để bị cột trói. Tình thương cha mẹ đối với con cái được coi là chân thật nhất, đôi khi còn có thể phai nhạt. Con cái còn có thể bất hiếu với cha mẹ, huống nữa người ngoài chắc gì thương mình thật. Tình cảm thương yêu quyến luyến thường cột chân chúng ta khổ sở, chứ không bao giờ vui. Vì vậy, người tu phải lấy giải thoát làm nền tảng, không bị trói buộc bởi tình cảm riêng tư, không bị trói buộc bởi ngũ dục. Giải thoát khỏi những thứ đó mới thật là vui. Người đời theo đuổi ngũ dục với tâm niệm tìm nguồn an vui, hạnh phúc cho mình. Thế nhưng từ thuở nhỏ đến lúc lớn, khổ nhiều hơn vui. Tại sao ai cũng muốn vui mà phải chịu khổ? Bởi vì cái vui mình có được y cứ trên cái khổ của người khác. Khổ vui qua lại không bao giờ dừng. Thành thử niềm vui đó không thể vẹn toàn. Cho nên muốn vui mà rốt cuộc lại làm khổ cho nhau. Như vậy để thấy nếu tìm vui trong thắng thua sẽ không có hạnh phúc chân thật. Vì thế người tu phải tìm niềm vui ở chỗ yên tịnh để tâm hồn được an ổn. Vui khi tỉnh giác, vui khi thoát ly mọi sự trói buộc. Phật tử nếu biết tu phải tìm cái vui chân thật, chứ không nên đuổi theo cái vui tạm bợ đau khổ. Khổ hay vui tùy theo sự sáng suốt hay mê lầm của mỗi người. Sáng suốt sẽ tìm được cái vui chân thật, mê lầm sẽ gặp phải cái vui giả dối tạm bợ, mau chóng tan vỡ. Mong rằng tất cả Phật tử ý thức được cái vui chân thật của đạo, lìa mọi tật xấu để đạt hạnh phúc trong định tâm, trong giác ngộ giải thoát. Được như vậy mới xứng đáng hưởng trọn niềm vui miên viễn. Gặp bao nguy nan oan khiên
vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cúi xin lạy Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
chóng lên đây không mưa. Thank you.
Rồi, thì bây giờ ở đây mình thấy là các Phật tử đang tập trung chuẩn bị trên đường Hai Bà Trưng rồi nha các bạn. Bị chờ cung nghênh đoàn diễu hành. Bây giờ đoàn về tới chùa An Phước rồi nha các bạn. Về trước cửa chùa rồi, đoàn dẫn đoàn, đoàn mô tô dẫn đoàn đã về rồi, xe qua cũng đang dần tiến về trung tâm hành chính thành phố Dĩ An và chùa An Phước. Đại diện cho ban trị sự giáo hội Phật giáo ở Việt Nam tại thành phố Dĩ An. Hồi như mưa cái lá cờ ở trên nó nặng quằn xuống các bạn. Biết có dướng không đây? Dướng. Rồi đứt rồi. Như vậy là lịch trình chắc có thể là sẽ có phần thay đổi các bạn. Chương trình là sẽ rước kiệu Phật đản sinh bộ hành. Bây giờ do trời mưa các bạn. Trời mưa bây giờ đoàn xe qua sẽ diễu hành thẳng về trung tâm văn hóa thành phố Dĩ An. Nơi hồi nãy mình có đi qua rồi các bạn. Bây giờ vướng mấy lá cờ rồi. Hồi chưa mưa thì nó cao các bạn, mưa rồi nặng nó quằn xuống nè. Dướng rồi, treo bị thấp quá bạn.
trời mưa nhưng mình thấy các Phật tử trên đoàn diễu hành cũng rất là vui tươi các bạn. Mình thấy là các Phật tử vẫn hô hào khẩu hiệu vui thay Đức Phật ra đời. Bây giờ mưa, cái lá cờ bắt đầu quằn xuống các bạn. Theo mình nghĩ là lúc đầu ban tổ chức cũng có tính toán rồi, nhưng mà do trời mưa nó nặng hơn, nó thấp hơn so với dự kiến. Chiếc xe qua này mất điện luôn các bạn, do trời mưa nè. Còn mấy chiếc xe qua này còn điện. Và tiếp tục ngày hôm nay tại thành phố Dĩ An các bạn. Thành phố Dĩ An ngày nay có mưa, tiếp tục là mưa cũng khá là lớn. Những hình ảnh mà các bạn đang xem đó chính là lễ diễu hành xe qua mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2568 Dương lịch 2024 tại chùa Châu Thới và chùa An Phước thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hiện bây giờ đoàn xe qua bắt đầu diễu hành từ chùa Châu Thới, chùa núi Châu Thới về đến phía trước cổng chùa An Phước. Nơi đại diện ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Dĩ An vào chiều ngày hôm nay. Và hiện bây giờ đoàn tiếp tục diễu hành xe qua từ chùa An Phước về trung tâm văn hóa thành phố Dĩ An. Cách đây cũng khoảng hơn 1 km các bạn. Trời mưa, bất chợt đổ mưa. Theo chương trình thì mình nghe có phần diễu hành rước kiệu Phật đản sinh bộ hành đến trung tâm văn hóa. Nhưng mà không biết là lịch trình trời mưa như thế nào. Bây giờ mình còn đang ở ngay khu vực ở phía trước chùa An Phước các bạn. Không biết là chạy theo có kịp hay không, nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng nha các bạn. Mình ghi hình được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có nhẹ các bạn nên là mình tránh ra một chút. Dưỡng này bạn, dưỡng tượng Phật kìa. Rồi bây giờ mình đi tới đây là coi như là mình quay hết những chiếc xe qua, sau đó là mình sẽ tiếp tục trở về trung tâm văn hóa thành phố Dĩ An. Phía sau đó là chiếc xe qua của chùa Bồ Đề Đạo Tràng. Còn lại là những chiếc xe qua của cá nhân và tổ chức các bạn. Mình thấy mặc dù trời mưa nhưng mà cảnh sát giao thông cũng túc trực để điều tiết giao thông. Đây là ngay khu vực trung tâm hành chánh thành phố Dĩ An. Bây giờ mình sẽ tranh thủ chạy lại phía trung tâm văn hóa thành phố Dĩ An để xem chương trình bắt đầu như thế nào nha các bạn. Và đây cũng là lần đầu tiên tại thành phố Dĩ An đăng cai tổ chức đại lễ Phật Đản. Mình tạm dừng máy chút xíu, và giờ mưa vô nó hình như là nó bị chạm cảm ứng rồi.
Rồi bây giờ đoàn xe qua cũng đang tiến vào lễ đài. Ban nghi lễ cũng đã đang thực hiện phần nghi lễ rước tôn tượng Đức Phật Đản Sinh vào lễ đài để chuẩn bị phần lễ tiếp theo. Do trời mưa quá nên mình không có ghi hình cho các bạn xem trọn vẹn được buổi lễ, mong các bạn cũng thông cảm nha. Video này mình cũng xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem hết video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.